Chào các bạn, ngay bây giờ bạn thuộc trung tâm sẽ gửi tới các bạn một trò ảo thuật về sợi dây truyền thống. Lý do tại sao mình gọi là sợi dây truyền thống, ngay bây giờ mình sẽ biểu diễn cho bạn xem. Ở đây á, thì mình trên bên phần cái tấm bảng này này, bên đây bên màu vàng này, bạn sẽ thấy là mình sẽ có một lỗ, hai lỗ, ba lỗ. Và ở đây là màu cam, bên đây là thì bên đây là riêng ha. Và bạn sẽ xem. Bây giờ mình sẽ bỏ sợi dây này màu xanh này này. Đấy, sợi dây này các bạn. Đó, mình sẽ bỏ vô cái này như vậy. Đấy, bỏ vô đây. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ bằng cách nào mình sẽ cố định lại sợi dây này. Đó, bằng thắt lại như thế này các bạn. Thắt lại như vậy luôn. Đó, ok chưa? Rồi, đây cho các bạn xem gần luôn như thế này. Thắt lại. Và bên này cũng vậy luôn. Như các bạn đã thấy thì cái phần dây này đang ở lỗ thứ nhất và thứ hai của bên màu vàng, đúng không ạ? Bên sợi dây bên đây. Thì ngay bây giờ mình sẽ dịch chuyển cái sợi dây này xuống bên dưới đây. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để như thế này các bạn. Đó, bạn xem ha, để đây. Và mình úp lại như thế này. Đó, cầm lên cái nữa. Và sợi dây đã dịch chuyển sang bên màu cam như thế này. Các bạn thấy chưa? Và vẫn còn thắt lại ở đây. Đấy, thấy chưa? Đó, bây giờ này các bạn coi kỹ lại ha. Đây, đang ở bên màu cam đúng không ạ? Rồi, mình sẽ cần để lại như thế này. Bạn nhìn kỹ lại. Để lại cái nữa. Gom cái nữa. Chút cái nữa. Chút. Về lại bên màu vàng. Đấy. Nó xuyên qua. Đấy, các bạn thấy chưa? Và đây, mình chỉnh mở cho các bạn xem. Nó thắt, nút vẫn còn thắt lại nha các bạn. Đấy. Mở cho bạn xem luôn. Đây, mở lên. Đó. Và đây chính là trò ảo thuật sợi dây xuyên thấu mà bạn thuộc trung công mà gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.